gì con? Đứng đây, đứng đây nè. Xa ra, đứng xa ra, đứng xa ra chứ đứng gần quá đâu cho đẹp đâu, đứng xa ra. Con chay này kỳ ghê á. Rồi, làm sao? Nói làm sao? Con puppy à. Con là puppy hả? Bây giờ con lượm mấy cái cuốn tập của con dưới đất cho mẹ được không? Hả? Tại sao tập sách mà lôi ra đây để ngoài đây? Hả? Rồi mấy con ốc ngoài kia con để mấy con ốc xe ngoài kia kìa. Rồi mấy cái nón, mấy cái ấy đồ của con làm ơn con cất chịu giùm cho mẹ ăn cái. Thôi ơi trời. Đâu có cởi khăn bạn ra được gì đâu, con cởi cởi vậy nè, đúng rồi. Con cởi kiểu kia là xí cổ bạn nghe chưa? Ôm A Truyền miếng coi. Long time no see. Give her a kiss, JD. Can you give her a kiss? Go. Can you give her a kiss? Give JD a kiss. Đúng rồi, giỏi. Okay. No, no, no. We gotta share toy. JD, con mà không có share sao bà bạn tới nhà chơi được? Nè, cho A Truyền coi ba baby shark. Đó, đúng rồi, cho A Truyền mượn cái nón này, đổi nón lên cho A Truyền coi. A Truyền khỏe không? Yeah. Đúng rồi, cái đó nón đâu của A Truyền đó con. Giống nhau, đúng rồi, giống nhau. Hả? Lucky đâu hả? Ai biết Lucky đâu? Chị nó phá đó, giục tới cái giục bao tay của mama đó. Đúng rồi. Rồi bỏ vô đây cho mama đi. Chị nó phá đó. Trời ơi, nó thấy A Truyền là nó mừng kìa. Mấy ngày rồi chưa gặp đó, ha. A Truyền vô chạy vô gõ cửa nữa chứ. Bậy à. Thôi thôi A Truyền đi về đi A Truyền ơi. Con chay nó. Thôi A Truyền đi về đi chứ con chay nó giành đồ chơi. Rồi đưa cho đồ chơi, đúng rồi. Đồ chơi cái nó cái nón chứ có gì đâu chơi. A Truyền muốn gửi cái dài ra hả? Trời ơi cái size dài của A Truyền với cấp đôi con chay quá. Cái gì? Gì vậy chay? Cái đó cái nón á, it's a hat. Yeah. A Truyền, can you say hello? Cô chú. Khỏe không? Cô chú ơi. Ơi. Con tên. Con tên. Tên. A Truyền. Năm nay. Năm. A Truyền say năm nay. Con. Con. Ba. Ba. Tuổi. Ông con. Tuổi. Ông y. Tuổi. Yeah. Con nói đi. Đúng rồi, đem bánh cho bạn ăn. Đúng rồi. A Truyền ăn cái đó không? Con ăn không? You want to eat this? You want it? You want it? You want me to open it for you? Yeah. A Truyền vô phòng chơi nè con. Rồi đọc sách với A Truyền đi. Ok, you guys gonna read a book. A Truyền. Rồi đọc sách đi. Trời ơi. Trời ơi, con ra có đem sách vô kìa, có được không? Cái gì vậy? Rồi thôi đủ rồi. Đi vô đây chơi đi chứ đem gì qua nhiều dữ vậy? Rồi ra qua nó kéo đồ chơi ra cho chơi đó. A Truyền, con khỏe không? How are you? Dạ, con nói đi, dạ, khỏe. A Truyền, can you say dạ? Dạ. Khỏe. Dạ. Khỏe. Dạ. A Truyền thì tội chứ mình nghe vậy nó nói gì nó nói gì chán. Tội nghiệp đi chứ. Nghe mới nói gì đâu. Trời ơi, có được không? Vừa thôi phải thôi chứ ai mà đem gì mà mình đem một mớ sách gì mà đọc. Ai mà đọc cho chú vô mà cứ đem lên vậy. Hả? Rồi lên đây. Rồi ngồi kế A Truyền. Ok, A Truyền đi. Nó không có giành nha. Bậy đó. Giành là bậy đó. Rồi, A Truyền, Mickey Mouse. No, để A Truyền thích chơi cái nào chơi, không có cần con nói.
Trời ơi, I get something special for you. Nó nói để chay đi lấy một cái thứ này rất là đặc biệt cho Atri. Cái gì á? À, Atri giờ chỉ Atri nó, Atri nói gì nữa ta? Chị Atri nói câu gì nữa ta? Atri, how old are you? Atri, did you eat? Yeah. Yeah, what did you eat? Rồi đem gì á? Đem gì cho Atri mà special dữ vậy hả? Wow. Có gì? For you. À, Atri nói cảm ơn. Atri say cảm ơn. Con help grandpa. Say à, say cảm ơn. Chay. Atri, your mom is outside. Yeah, your mom is outside. It means that she had to go home, JD. Oh, are you gonna be sad, JD? Yeah, that Audrey has to go home. Yeah. Go give her a hug and say, come back to see me tomorrow. Go give her a hug. Lại ôm Audrey đi, Audrey phải về rồi. I don't want to. Oh, con không muốn Audrey về hả? Audrey, you wanna go home? Or you wanna stay here for a little bit? But your mom say that it's bedtime. You gotta go bed. You gotta go to sleep. Audrey. Oh, Audrey. Chay, con lại con ôm Audrey. Cái đi, bye bye Audrey nè. Bye bye. Bye Audrey. You can save this. Okay, Audrey. You can bring that home, Audrey. Okay. Mine. Đó cái gì á? Bậy. Chay cho bạn mượn đi con. Rồi giờ cái mà ngày mai đó, bạn qua bạn trả lại cho con nha. Ok Audrey, let's go. Cái con đập cho con đập á. Mệt mấy bà này quê. Thôi đi con. Ủa mai mình qua nhà Audrey mình lấy lại. Mai qua nhà Audrey lấy lại nha. Cái đi mẹ bồng đi. Đây mẹ bồng con nha. Sao con buồn, con nói mẹ nghe coi. Con muốn Archie Books mẹ ơi. À con muốn cái cuốn sách đó hả? Nhưng mà mẹ con biết không, cái cuốn sách đó là mình có lâu lắm rồi. Mà hồi nào giờ là con đâu có đọc cái cuốn sách đó đâu. Thì... Đúng rồi, cái đúng rồi mẹ biết. À con muốn hết luôn hả? Ok, để ngày mai mẹ dẫn con đi mua cuốn sách mới nha. Rồi con gửi cái mình để cho Audrey mượn. Tại vì cái cuốn sách đó là mẹ đọc cho con nghe lâu dữ lắm rồi. Con đã biết hết tất cả những cái câu chuyện trong cuốn sách đó rồi. Thì Audrey á, nào giờ chưa bao giờ được đọc cái cuốn sách đó. Nên là tối nay mẹ Audrey sẽ đọc cho Audrey. Xong cái Audrey biết hết luôn. Rồi ngày mai mình qua nhà Audrey mình lấy lại. Đúng không? Đúng rồi, cái cuốn sách đó là sẽ mãi mãi của mình mà. Mình chỉ cho mình chỉ cho mượn thôi chứ mình đâu có cho luôn đâu. Mình cho mượn á, là có nghĩa là người ta sẽ trả lại. Còn mình cho luôn á, là người ta sẽ lấy luôn. Hiểu không? Hiểu không con? Vậy cái ngày mai mình qua mình lấy lại nha. Rồi sẵn dịp cái mình có cơ hội mình chơi với Audrey luôn. Đúng không? Rồi cái ngày mai con muốn mua sách gì nè? Con muốn mua sách Jingle Bell sách mẹ ơi. À con muốn mua Jingle Bell sách à? Dạ. Ngày mai mày dẫn con đi mua cuốn sách Jingle Bell bự luôn. Rồi á, biết làm sao không biết ngày mai mày dẫn đi đâu nữa không? Mày dẫn con đi mua cái kẹo mà mình đếm, kẹo sô-cô-la mà mình đếm từ giờ cho tới ngày Christmas á. Mỗi ngày con sẽ được gỡ một cục kẹo. Con ăn đúng 30 ngày là tới đó là tới Christmas. Ha? Đúng rồi, hôn mẹ miếng đi. Mẹ cũng ăn chocolate. Bây giờ đúng rồi, hồi nãy con mới ăn một chén cháo đầy. Rồi bây giờ mẹ cho con ăn chocolate nha. Ủa Chay, hồi nãy con đau cái chân là con bị đứt chân á hả Chay? Oh my goodness. Ồ, con bị đứt chân ngay chỗ này hả? Đau không con? Không mẹ miếng đi, không mẹ miếng. Oh, okay. Trading books. All right. Thank you. Please say bye. Bye. Bye bye, Audrey. Thấy chưa, con thấy không? Audrey có đem qua cho con một cuốn sách đây nè. Để mình đổi. Đó là tối nay mẹ đọc cho con cái này nè. Cái này là cũng là Jingle Bell đó. Thấy chưa, chưa gì cái ngồi khóc than thân cuộc tình rồi. Cười. Nó trời ơi, cái cuốn sách này còn đã đời nữa nè. Một chút nữa là mình vô. Không mẹ ơi. Không sao. I need small book. Con muốn cái giờ con muốn cái cuốn sách nhỏ hả? Yeah. Sao con chướng đời vậy? Cuốn sách của Archie. Con muốn sách nào? Trời ơi, có cái tướng ngồi kìa. Archie mẹ ơi.
Con sách của A Trì nào? Con cái tướng ngồi. Ừ, con sư tướng ngồi rồi. Hả? Thì đó mẹ nói rồi đó, để cho A Trì mượn đi. Ngày mai mẹ mua cho, hồi nãy cho tự nhiên im mà tự nhiên A Trì lại anh chi nữa không biết. Đây nè, ăn kẹo sô cô la đi. Trời ơi, con ngồi buồn, con ngồi con buồn sao? Con không chịu cuốn sách đó hả? Vậy thôi, à, chút nữa A Trì đọc xong rồi cái mẹ qua mẹ lấy lại nha. Mẹ nói A Trì ơi, cho đưa chay lại cuốn sách nha. Hả? Đâu có, A Trì đâu có min đâu. Ờ, A Trì min, A Trì lấy cuốn sách của con á hả? Vì A Trì đưa cho con lại cuốn này nè. Thôi nè, ăn cái này đỡ đi nè, ăn cái này đỡ đi. Đúng rồi, ăn này đỡ đi, rồi mẹ nói cho mẹ, rồi mẹ nói cho con nghe nè. Mẹ biết rồi, nhưng mà nãy mẹ mới giải thích xong rồi đó, là ngày mai mẹ dẫn con đi mua hết bút luôn nha. Rồi mẹ mai mẹ dẫn. Đúng rồi, mua Jingle Bell Book. Rồi cái mẹ dẫn con đi mua kẹo sô cô la ha, bữa giờ mẹ quên đi mua kẹo sô cô la, cái mỗi ngày mình gỡ ra một cục rồi là cái mình ăn cho tới ngày Christmas nha. Từ giờ cho tới Christmas là mình có nhiều sự kiện lớn lắm luôn á. Nha con nha. Thôi mẹ không ăn đâu con ăn đi con. Con là gì của mẹ ta? Con là gì của mẹ? Con là gì của mẹ? Con là cục vàng của mẹ phải không? Không. Dạ không hả, chứ là gì? Không. Ừ, cái áo mẹ dính gì hả? Dạ. Lên ghế ngồi đi con, lên ghế ngồi đi con, ngồi chân mẹ. Cái này sao? Cái này. Mà cái này là cái gì vậy? Con muốn mua. Mua sao? Mua. Mua hết luôn. Con muốn mua nè. Này. Nó là bây giờ là nó là nói chung là tất cả mọi thứ là nó là gọi là gì? Khủng hoảng tuổi Elsa. Con muốn hết cái quà luôn. Muốn hết quà luôn hả con? Con muốn cái này. Ôi trời ơi, quá trời. Con muốn hết. Muốn hết Trolls luôn hả? Dạ. Nhiều dữ vậy. Nó giống nhau mà muốn nhiều. Mẹ ơi, con muốn này. Cái này. Ừ, có nào nữa? Cái này. Ừ. Muốn nào nữa? Cái nào nữa? Con muốn mua cái này. Mua hết luôn. Chút xíu rồi. Ủa sao? Con muốn cái này. Nó mẹ đừng có nói vậy. Cái này. Ừ thì đó thì mua hết cái luôn. Này. Mua hết luôn. À. Ủa chứ sao? Con muốn mua cái biết chọc nó. Ok, vậy là mua Elsa nè, mua Anna nè, mua Olaf nè, mua Spin nè, mua Christopher nè. Không, Kristoff. À, Kristoff. Kristoff. À, Kristoff chứ không phải Christopher. Mẹ ăn rồi mày đọc tên người ta Christopher không? Nói tên là bộ nói tên sai của cái nhân vật đó là nó chỉnh. Dạ, dạ, nghe, nghe. Muốn hết cái này. À, à. Rồi con nói con xin ai, con xin ai? Ai cho con xin ai cho? Cái này, please. À, làm ơn mẹ mua cho con cái đó phải không? Không, nhưng mà con nói ông già Noel, trời nãy nó mở ra, con chúc ông già Noel sao? Nhưng mà con chúc ông già Noel sao? Chúc ông già Noel sao? Sức gì? Chúc ông già Noel sức gì? Trời ơi.